Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành bài tổng hợp. Để làm được bài này, các em phải tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh là chủ đề tự chọn. Dưới đây là một vài gợi ý. Em đọc kỹ bài viết về lịch sử phát triển ngành máy tính và chuẩn bị dàn ý nội dung để tạo bài trình chiếu về chủ đề này. Em có thể lên mạng để download các hình về lịch sử máy tính. Chiếc máy đánh điện tử đầu tiên trên thế giới có tên là ENIAC, được khởi công từ năm 1943 và hoàn thành vào tháng 2 năm 1946. Máy ENIAC rất lớn và rất nặng. Nó chiếm diện tích gấp 10 lần diện tích căn phòng bình thường, tức là 20 mét vuông. ENIAC có máy tính có bộ nhớ và hoạt động theo chương trình. Nó được chế tạo dựa trên nguyên lý của nhà bác học Fonopnan, người được xem là cha đẻ của máy tính điện tử. Kể từ đó đến nay, có nhiều loại máy tính khác nhau đã ra đời, nhưng cách làm việc của chúng vẫn giống như chiếc máy tính đầu tiên. Trong hình là cái máy tính Univax 1. Rồi máy tính IBM 360. Năm 1983, hãng IBM chính thức công bố máy tính cá nhân của mình với tên là IBM. Dựa trên nền tảng đó có máy tính PC. Cho đến nay, công nghệ máy tính liên tục phát triển và cho ra đời các máy tính khác nhau. Từ máy tính lớn, máy tính siêu máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy trợ giúp cá nhân. Em tạo bài trình chiếu về lịch sử phát triển máy tính dựa trên dàn ý đã chuẩn bị, thực hiện bài trình chiếu, chỉnh sửa và lưu lại. Yêu cầu: nội dung ngắn gọn, cô đọng, màu chữ nổi rõ trên màu nền, có cỡ thích hợp để dễ đọc, từng trang chiếu được minh họa bằng các hình ảnh dễ đọc, có hiệu ứng chuyển động chuyển trang chiếu.